Xin chào quý vị và các bạn. Nắng nóng, nhiệt cao vẫn tiếp diễn trong hôm nay ở các tỉnh miền Bắc, bao gồm thủ đô Hà Nội. Cụ thể, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ là nơi tiếp giáp gần với vùng áp thấp nóng phía Tây nên nắng xuất hiện từ sớm. Nắng nóng gia tăng gay gắt hơn vào trưa chiều với mức nhiệt độ lên tới 37 đến 39 độ, có nơi còn trên 39 độ. Còn các tỉnh phía Đông Bắc, bao gồm thủ đô Hà Nội, nhiệt độ là từ 34 đến 37 độ. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng do nằm gần vùng biển nên nhiệt độ thấp hơn, ở ngưỡng từ 32 cho tới 33 độ. Lưu ý với khu vực phía Đông Bắc Bộ do chịu tác động bởi vùng hội tụ gió trên mực 1.500 m, nên về chiều tối và đêm ngày 13 đến 14 tháng 5 sẽ có mưa rông diện rải rác. Ban ngày nắng nóng, độ ẩm không khí tương đối thấp. Thấp nhất trong ngày phổ biến chỉ từ 50 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 cho tới 17 giờ. Do đó, người dân cần chú ý hạn chế lưu thông ngoài trời trong khoảng thời gian này để đảm bảo cho sức khỏe của mình. Vùng thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh nên hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung, trải dài suốt từ Thanh Hóa xuống tới tận Phú Yên, với mức nhiệt là từ 35 đến 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, với mức nhiệt lên tới 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên người dân cần chú ý nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng ở miền Trung là rất cao. Do đó, người dân cần chú ý đề phòng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết khá ổn định. Hôm nay và ngày mai, cả hai khu vực này đều phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rông. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 31 đến 34 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32 đến 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt lên trên 35 độ. Tuy nhiên, vào khoảng chiều tối, mưa rông gia tăng trên diện rải rác. Chuyển sang các thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, gió có cường độ trung bình. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa trong 2 đến 3 ngày tới, mưa rông có xu hướng gia tăng, tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km, cần đề phòng với lốc xoáy, gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông. Vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên trong 3 ngày tới, ở khu vực Bắc Bộ, nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện trên diện rộng với mức nhiệt độ là từ 34 đến 37 độ. Riêng khu Tây Bắc có nhiều điểm nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ lên tới 37 đến 39 độ, có nơi còn trên ngưỡng 39 độ. Riêng đối với khu vực phía Đông Bắc Bộ, do chịu tác động của vùng hội tụ gió trên mực 1.500 m nên về chiều tối và đêm ngày 13 đến 14 tháng 5 sẽ có mưa rông diện rải rác. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng do nằm gần vùng biển nên nhiệt độ thấp hơn, ở ngưỡng từ 32 cho tới 33 độ. Đối với khu vực miền Trung, nắng nóng xảy ra trên diện rộng, chạy dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên với mức nhiệt độ lên tới 35 đến 38 độ. Riêng vùng núi có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Vào khoảng trưa chiều, độ ẩm không khí giảm thấp, chỉ phổ biến ở khoảng từ 50 đến 60%. Do vậy, người dân nên hạn chế ra ngoài đường vào khung giờ từ 11 giờ trưa đến 16 giờ chiều để tránh bị cảm nắng, say nắng. Trong khi đó, về phía Nam gồm các tỉnh từ Khánh Hòa trở xuống đến Bình Thuận, cường độ nắng giảm đi đáng kể, với nhiệt độ cao nhất ngày ở trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Dự báo khoảng ngày 14 đến 15 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 31 đến 34 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32 đến 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt lên trên 35 độ. Tuy nhiên, vào khoảng chiều tối, mưa dông gia tăng trên diện rải rác và mưa tập trung nhiều ở các tỉnh phía Nam Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, gió có cường độ trung bình. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, trong 2 đến 3 ngày tới, mưa rông có xu hướng gia tăng, tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km, cần đề phòng với lốc xoáy, gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông.